Thưa quý vị, đến với lại Expat thì quý vị không thể nào mà không gặp gỡ cùng với lại cái vị đầu bếp trưởng, người mà với những cái ngón tay tài hoa đã tạo nên cho chúng ta những cái món ăn thật là ngon. Và ngay sau đây, Trọng Đăng xin mời quý vị gặp gỡ cùng với lại Chef K. How are you, sir? I'm good, very good. Thank you so much. Hi, everyone. Very good. Thank you for joining us to the show. Alright, so thank you. It's my pleasure. Thank you. Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh Trọng Thắng đây đó là một tay chống tài hoa mà chắc có lẽ là quý khán giả cũng gặp gỡ với anh cũng rất là nhiều trong những cái chương trình mà chúng tôi quay nhạc ở tại Việt Vegas TV, đó là anh Văn Tiêu. Và ngày hôm nay anh anh Văn sẽ là người mà thông dịch cho Trọng Thắng nói chuyện cùng với lại vị bếp trưởng, đó là ông K. Chào anh Văn. Hello, anh Thắng. Ngao sư phụ. Chef K. Vâng, anh Văn có thể hỏi thử coi là Chef K đó là cái nguồn gốc của những cái món ăn của mình ở tại Expat là nó từ đâu tới? Từ bên Trung Hoa hay là từ bên Hồng Kông? Và cái đó là đầu tiên đi ha. Vâng là sư phụ, mà thì sau xin sớm chứ mình sư phụ chứ thì hãy export mỗi một chủng cái thực tài là có nguyên chất nguyên vị là ở bên đâu này cả nguyên chất nguyên vị, đầu tiên thì nói phan, nên là hãy nói của cái lão sĩ là gọi là Happy Young, ok, tức là Dương Hải Bân, cái cái là một cái Mông Cổ xuất thế, cái là một cái hỏa hoa thế gia này cả, cái cái 2016 thì bắt đầu thành lập rồi, 2016 thành lập rồi Ngọc Mũ Hoàng, cái tiếp theo là mấy năm thời gian thì thử nghiệm là Nhật Bản, Trung Quốc cùng với nhau đi không đồng quốc gia đi thử không đồng các thực phẩm, đi kết hợp không đồng các nguyên tố, nên biến cho tôi mới mở được Expat. Cái gia vị thực phẩm các phương diện, đương nhiên tôi sẽ chủ trì là tốt nhất thực phẩm, muốn cho người trải nghiệm được một cách khác, 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 khi không đồng quốc gia, Nhật Bản, Trung Quốc, la, cùng mà khi kết hợp các phương diện số, cùng gia trưởng tự kỷ hành đi hàng, làm rồi có mấy chục năm, ba mươi năm, một cái hàng nghiệp, đại gia kết hợp lại, không đồng cái idea, rồi thành lập được cái Expat của họ ra. Thì, sư phụ, biết xem là đầu tiên cái gốc cái Expat đến từ đầu tiên nhất thì phải nói về người ông chủ ở đây Expat trước là ảnh là đi từ đường Nhật, từ Trung Quốc qua nghiên cứu về những cái món lẩu. Anh là người đầu tiên đi nghiên cứu về món lẩu, thì thường thường cái món lẩu là rất là bình thường thì cứ bỏ vô, nhưng mà còn cái món lẩu bên Expat thì họ sẽ đi tìm hiểu từ bên Trung Quốc và bên Nhật, tìm hiểu mọi thứ mọi cách, rồi mấy ảnh về mấy ảnh nghiên cứu để chế ra thêm những cái khác, thì tại vì thường thường mấy chỗ khác thì chỉ có lẩu thôi, thì mấy ảnh để chế ra thêm có cái appetizer trước hơn đi. Yeah, là anh Happy Young là ông chủ Happy Young Expat đầu tiên. Vâng, và như vậy đó thì là những cái món ăn ở đây chủ đạo đó là những cái món lẩu, và Trọng Thắng thấy đó là có nhiều những cái món lẩu khác nhau, thì ở đây đó là nghiên cứu là hòa hợp giữa từ Trung Hoa và Nhật Bản những cái món lẩu với nhau, đúng không ạ? Tôi sẽ mình thấy từ kiến tú với từ cái phổ vô đó cái này lượng cơ hoàn hợp Nhật Bản cùng Trung Quốc và Mỹ tổ chức xây hoàn hợp. Nên cứ như nói là có Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp Quốc, Ý, Đà Lạt. Có bốn cái nước là Trung Quốc, Nhật, Pháp và Ý. Oh wow. Tùy hợp khẩu vị và nhập lại. Hay. Và nếu mà như vậy đó là những cái món này là hoàn toàn là những cái món mới. Và nó đưa vào ở tại Las Vegas này, thì cái khẩu vị của nó đó là nó sẽ phù hợp nhiều hơn với lại cái người Mỹ ở bản địa ở đây, phải không ạ? Hay cảm, chứ ngồi thì ở đâu cái phố của cái mì tổ chứ hay ngồi thì ở đâu hay tại nhất tại nhất can và một pin can cả mà. Tôi chỉ là chứ là lỗi với chủng trội sinh cái khẩu mì là xăm cho oxy hay phù hợp cùng với những người Tây nhân cái, thích hợp Tây nhân cái mì tổ hành đó. Vì bản thân tôi ở Mỹ đã 30 mấy năm rồi, tôi 15 tuổi đã ở Hồng Kông làm trưởng phòng rồi.
咁跟住讀到移民到成家人移民過嚟美國啦，咁我都係從事做廚房嘅，咁我係做意大利餐啦、法國餐啦、日本餐啦、中餐啦，所以一所結合咧，我係當然有加埋中國嘅元素結合埋一齊，咁係用自己嘅經驗同埋啊，2019年我都翻過去中國去嘗試試驗下個唔同嘅品牌，試下佢哋火鍋，即係同嗰啲廚師大家互相交流。即係2019年翻過中國係幾個月啦，即係大家學術交流，試下佢嗰邊嘅方式，同想帶入嚟美國結合埋美國嘅 style。咁本身我喺美國呢邊生活咗30多年，咁我想中國嘅嘢全部同美國混合埋一齊，結合有喺美國呢個市場，無論係中國人啦，或者係西方人啦，大家都好容易接受到呢個問題，所以變咗呢、這個。都嘥咗段時間去研究去嘗試唔同嘅味道啦、食材啦、湯啦，咩都係自己重新去試過咯。chef 啦 ，chef 林叫艾尼啦，何 chef 共咪冧隊啦。thì chef 林艾尼佢办mấy năm rồi, thì chef từng đi qua bên Ý, đi qua bên Pháp để quan hệ rồi nghiên cứu những cái khẩu vị mới với mấy chef lớn bên kia. Để hòa nhập lại những cái taste mới cho giống như dễ cho người giống như người châu Á mình cũng được mà người Tây người Đông người Tây phương cũng được. Vâng, và trong một trong những cái lẩu mà Trọng Thắng được biết đó là nó rất là cay, thì cái lẩu cay đó mà nghe nói là ăn vô mà tê cả lưỡi như vậy đó, thì là cái lẩu đó là nó như thế nào, thì không biết là chef K có thể giải thích thêm tí về cái lẩu đặc biệt đó. Sư phụ liệu mà gì cả chứ mà thấy nhìn đồ giả có vô chạy phi sản chi lạc thì họ thì nó sẽ kêu là phi sản chi lạc lạc tu mà bê điều lì cái cũng thì không cái gì.可能有啲西方人係接受唔到咁辣嘅，所以變咗我只有辣鍋入邊係只有兩個，其他係攞翻個 style 同埋呢邊嘅美國嘅口味。我有兩個係辣湯，有辣油同埋牛油，咁變咗適合嘅中國人嘅，即係或者四川各方面啲人中意嚟旅遊呢個城市咧，好多人中意食辣嘅，咁我就可以選擇個傳統嘅香煎辣嗰種辣鍋。咁如果想試翻呢種 style 嘅話 ，OK， 我哋都有唔同嘅選擇，俾個客人去嘗試個味道咁樣咯。Cái món lẩu cay là sư phụ họ giữ lại những cái truyền thống của Trung Quốc từ hồi trước tới bây giờ rồi. Thì họ dùng tới mười mấy loại ớt. Wow. Mười mấy loại ớt. Yeah. Với lại những cái hạt điều, những một vài thứ hạt điều để xào ra những cái loại cay đó. Thì tại vì người tướng xuyên bên Trung Quốc họ ăn rất là cay. Yeah. Thì nếu mà họ bán cho khách hàng bên đây là đại khái là có người Tây phương vào họ không ăn được cái kiểu cay đó mà họ muốn cái khẩu vị như đó. Thì sư phụ vẫn làm được, có thể giảm bớt cái cay đi nhưng mà vẫn làm được cái khẩu vị đó được. Okay. Món appetizer ở đây chỉ có thấy là những cái món như là con thiên nga đen black swan rất là cầu kỳ và rất là công phu, thì không biết là chef có thể nói tí về những cái món ăn mà tráng miệng ở đây. Sư phụ có thể giản đơn giới thiệu với người ta chi, ở đây có mấy giống thầu thổi, rất là nổi tiếng. Ví dụ như người ta nói là hắc thiên ngọc, rất là chưa bao giờ thấy, rất là đặc biệt. Sư phụ có thể giản đơn giới thiệu với người ta. Hắc thiên ngọc này, đây là tôi ở Trung Quốc, trước đây nói qua, 2019 ở Trung Quốc học một đoạn thời gian. Tôi bản thân tôi cũng thích làm bánh tráng, ở Trung Quốc cũng thử học qua rồi. Vì vậy, hắc thiên ngọc, Trung Quốc đã có thị trường, tức là đưa vào Mỹ. Hắc thiên鵝當然係有粉啦，即係有麵粉啦，同埋有牛油去做啦。咁當然入邊個餡個人中意啦，有啲人放嗰啲啊榴蓮啦，有啲人放鴨肉啦，有啲人放啊嗰啲紅豆啊。每個人要求嘢都唔一樣咯。咁我因為選擇我呢度係鴨肉嘅，又黑天鵝係鴨肉，即係鹹嘅。咁個榴蓮嗰個咧就係白天鵝咧係榴蓮嘅，即係有唔同嘅兩種嘅口味出嚟俾佢咯。Yeah. Okay.Cái appetizer của con thiên nga đen á, thì sư phụ nghiên cứu từ hồi năm 2019 họ về
Trung Quốc họ bắt đầu nghiên cứu gà này. Thì có hai loại được, thiên nga trắng và thiên nga đen. Thiên nga trắng á, thì trong nó có cái nhân á, thì là làm bằng sầu riêng là ngọt. Còn thiên nga đen á, thì trong cái nguyên liệu thì làm bằng lạp xưởng với lại da thịt vịt này kia. Thì tùy mỗi người mỗi khẩu vị khác, nhiều người họ có thể đổi cái khẩu vị trong đó tùy thôi. Giống như có nhiều người thích ăn đậu đỏ thì họ bỏ đậu đỏ vào, có nhiều người thích ăn giống như thịt khác thì họ bỏ được. Nhưng mà ở đây thì dùng thịt vịt và lạp xưởng với lại cái thiên nga trắng thì dùng họ làm sầu riêng. Như vậy là chắc chắn là quý khán giả sẽ đến cùng với lại Export để thưởng thức những cái món ăn mà Chef Kay mới vừa giới thiệu đến cho quý khán giả. Vâng, và để trước khi chia tay với lại Chef Kay thì Trọng Thắng có một cái câu hỏi với Chef Kay là ngoài những cái món lẩu mà hiện nay đang có đó, thì trong tương lai Chef Kay có ý định là sẽ đưa thêm vào trong cái thực đơn những cái món lẩu khác mới hay không? Sư phụ, thấy chị lý dòng mù lắm gì tả suy hãy chương loại lý vui chơi lắm to đi xanh ghê hậu mì cái phổ vô thông tẩy bị cọc cài thì còn ngồi cái dầu hạt để dẫn dẫn ấm đấy à vui dầu à mỗi một năm tôi mỗi chỗ giờ tôi đi công ty mỗi căn tiệm cái hậu mì đều không tôi đi có à phải trả phí đó có Chicago, có Texas, có Dallas, có Denver. Chúng cùng có bao nhiêu phân? Tôi thấy bây giờ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 6 căn, yeah. Tôi mỗi một căn cái phân tiệm, mỗi một căn tiệm, thì khẩu vị cũng không giống. Tôi mỗi căn cũng không giống. Mỗi căn cũng không giống. Không giống. Vậy đương nhiên, in the future, nói, tương lai, năm nay sẽ mở thêm 2 căn, tương tự như S-Park kiểu như vậy. Tức là tương đối là high class như vậy. Một là Chicago, một là Beverly Sun Trang. 咁嘅口味咧會唔同層次咯，唔同 level 咯，唔同。當然湯啊、出品啊都會有唔同改變嘅咯。即係我美國一個市場飲食行業，無論係邊個廚師，每年嘅餐咧都有變化。如果我哋唔變化咧，就俾人淘汰。所以我必須要去變化，去研究唔同嘅食材啦，更加好嘅做法啦，或者更加唔同嘅味道啦。每個當地嘅city入邊。或者係Las Vegas 或者係Chicago 咯，每個口味都唔一樣。咁我按照當地嘅人嘅口味嘅食材去改一個口味出嚟，去研究嗰啲每個人嘅食材啦、口味啦，就咁樣。石哥，師傅咧，石哥，第二現代地進入美麗啊，嘅export 嚟，石哥打個手指引嚟。Thì bên Chicago, bên Texas, với lại Milwaukee, bên sản gái. Thì mỗi một cái chi nhánh, cái khẩu vị sư phụ điều chế ra khác nhau hết. Không có cái nào thì giống cái nào. Thì như sư phụ nói là ok. Trong cái nghề nghề nghiệp, giống như nghề nghiệp trong nhà bếp này thì phải lúc nào cũng phải giống như đi nghiên cứu những cái món mới, khẩu vị mới cho khách hàng. Chứ không thể nào mà để giữ được dung chân bước lại thì sẽ bị người ta qua mặt chán. Nữ ra sư phụ sẽ nghiên cứu thêm trong tương lai. Ok. Nếu khi đó cái thị trường, nếu có nhiều người Việt Nam, hoặc là tôi có thể sẽ dùng một cái Việt Nam cái xuyên cai, rùi thang, để làm một cái phở cua đĩa. Tức là cái này tôi đang nghĩ, không phải, just thinking about, nghĩ cái cách. Tức là khách hàng địa phương là người nhiều, khẩu vị, tôi sẽ thử đổi khẩu vị khác. Sư phụ nói là nếu mà thí dụ sư phụ đi đến một cái tiểu bang nào cảm thấy chỗ đó người Việt Nam mình nhiều, thì sư phụ có thể đang hiện tại đang suy nghĩ giống như là sẽ dùng cái khẩu vị canh chua, súp canh chua của mình đi nghiên cứu làm ra một cái lẩu mới cho cái khẩu vị của để phù hợp với cái khẩu vị của người Việt Nam. Một câu hỏi cuối cùng dành cho Chef Kay đó là lẩu thường thường là một cái món ăn rất là bình dân, nhưng mà ở đây đó phải gọi là ẩm thực cao cấp, rất là sang trọng. Thì cái điều gì đó nó làm cho khách hàng, thực khách tới đây họ cảm thấy là mình vào đây mình ăn cái món lẩu này nó thật là sang trọng và nó cao cấp, khác với lại những cái món lẩu rất là bình dân mà họ bán ở ngoài kia. Đó là chưa hỏi các bạn tại chứ. Thông thường cái phở vô chứ thì tại cả sân mục chung á, đó là hữu bình văn hóa lắm á, chứ tụ 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 rồi đó. Sư phụ điểm có gì cầm lẽ có gì lắm đồ
chỉnh, chứ cô có đi hàng nhập tôi lì xịt thấy thấy nhập tôi lì export lậu xịt tại các tôi cảm có tôi hữu cu quay hữu cảm có tôi hữu cu quay hữu chứ好妙，好開心咁。呢個我自己本身係由細到大中意做廚房嘅。咁我本身呢個我只講過啦，我係由中國、日本、法國、意大利，我呢幾個國家啲餐唔係話識做，我都識。OK， 咁之後咁我將呢幾個嘢混合埋一齊結合。譬如咁講，我哋龍蝦湯，其實龍蝦湯入邊我係用中國人嘅手法同埋法國人嘅手法做個龍蝦湯出嚟。所以變咗綜合中西去結合埋一個湯出嚟，係啦。所以變咗咁，間呢個牛肉咁本身我係做日本餐嘅。咁譬如我哋有好好啊個 appetizer one bite， one bite 入邊咧，我入邊係用日本蛙叫去挖嗰啲鵝肝。咁鵝肝入邊咁都係法國鵝肝啦。咁我兩個結合埋一齊，咁我有中國嘅元素嘅啊 sauce， 跟住配合日本嗰啲清酒去做個 sauce 去結合呢道餐出嚟。所以就間於自己嘅經驗咯。做唔同嘅經驗混合埋一齊，佢喺度餐出嚟。所以，師傅呢就帶住師傅嗰個出南極入一條魚嚟，但佢嘅肉出邊見到，你睇有大概有冇個熟啊 lobster 啲，你仲做熟 lobster 啲啊？吉吉南古仲冇，因為師傅講邊啦，吉南古花，吉吉南古矮，其實我拎係嘅吉多啲，符合要南極嘅熟啊 lobster。一來啲肉佢藥邊特薄，做咁樣特薄，地咁啦肉啊，做事咁樣啦，地做好咁嚟特薄，較急要較急嘛，南仲依嘅揞又咁又騰咗嘅咯，啱啲頭皮就攞啦。Xin cảm ơn chef, thank you so much for joining us today. Thank you. 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 Thank you.